cây này cây này tiếng mình gọi là cây gì cô? Tiếng mình là gọi là đia tải cha. Đia tải cha. Đia tải cha có nghĩa là gì gì cho tiếng Việt nghĩa là gì? Tiếng hiện là đia tải cha thì tiếng Việt không biết, nhưng mà riêng cái cây này đấy thượng là dị ứng này cũng trị được hết. Dị ứng. Cách dùng thế nào ạ? Cách dùng là lấy về vo vào đun nước suối đây ngậm ngâm vào thôi. Một tí là lấy uống là hồi lại ngay, không thì nó dị ứng ở trong khó thở là không thở được. Chỉ cần lấy lá thôi. Lấy mà lá. Chỉ cần mỗi một mình nó thôi. Đúng một mình nó thôi. Nhưng mà cái này nó có mấy loại thì có phân biệt loại nào hay loại nào cũng dùng được? Không, thấy cái loại nhỏ nhỏ này cái lá phải lá nhỏ nhỏ này mới được. Không có lông mới được. Vâng, lá nhỏ nhỏ không có lông. Có một loại lá to nhỏ, đây không. Lá nhỏ không có lông. Cái này bình thường mình gọi là cây đơn nem. Vâng. Riêng lấy cả đi vào thượng tam tỉa này. Cái này có thể là Meja indica có thể. Đấy Meja cái đợt mà hiếu hỏi. Vâng. Vì cái này đó một người đi là ăn cái gì động vào đấy, nếu không có cái này đấy thì khó thở đấy thì là có người không chứa là phải đưa đi vào bệnh viện. Dũng biết vì sao có khi là chính vì như thế người ta ăn gỏi cái này kèm cái này có khi là đúng. Theo ăn gỏi nó có những cái vị chát để nó to nó không bị đúng rồi người ta lanh động. Vì rượu say đấy, rượu say nhất là khó không giải được đấy, mình lấy vào vo này nước đấy thì lấy uống vào. Cái này cũng giải cả rượu. Giải cả rượu tính giải được. Các loại bệnh là phải cần cái này nhanh nhất. Tìm con người là không thấy thì là đấy thượng gì nhàng không được đâu. Riêng cái này đây dị ứng là uống ở trong đấy. Cái này vừa chữa dị ứng này, giải rượu này. Khô là đúng không? Mấy tam đĩa này không phải cần khô vẫn được. Vâng. Thì cũng có thôi nhưng mà gần ở giờ vườn này có này phải dùng như thế. Cái này có nghĩa là hỗ trợ chức năng gan và phục hồi. Vâng. Thế thì mình đảm nhiệm mà mấy cân mấy cái lạ này có để một lần cho một người. Một lần cho một người cũng được nhưng phải lấy nhiều đi một nắm đi. Một nắm. Vô vào nhưng mà riêng cái lá như này đấy nhìn qua là mình đau bụng đấy vẫn chưa được nhá. Đau bụng chưa được. Mình đau bụng thì mình nhai là thôi. Cái này bình thường ăn được mà. Ăn được mà, nhai. Lát đơn em ăn được mà. Chúng ta hay dùng để ăn gỏi nhé, kèm. Một người không biết thì là chẳng biết là thượng cây là gì nhưng mà đúng cái này vườn là có nhiều không chặt là người ta phải. Vâng. Có người cần phải đi vườn nhà mình lấy. Cứ cắt đi, nhớ thì lại về nhà mình lấy. Một người không biết rú. Rồi. Thôi để hôm nào lên có thể ra đi nhiều với cô nha. Thôi rồi cô cháu mình mới đi một hôm nha. Vâng. Hôm được rồi đi lên trên đồi trên kia. Được rồi.